Câu B nè. Câu B. Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương. Phương trình tìm giá trị của m để biểu thức m bằng trừ 24 phần x1 bình cộng x2 bình trừ 6x1 nhân x2 đạt giá trị nhỏ nhất là min đó các bạn. Thì các bạn viết là phương trình bậc 2 nè. X bình trừ 2mx cộng m trừ 2 bằng bằng 0. Thì để giải quyết cái biểu thức này, chắc chắn một điều các bạn phải dùng hệ thức lượng vi vi s nha. Rồi, các bạn xác định giúp là a nè, trước x bình là 1, b là trước x là trừ 2m, c là cái hệ số tự do m trừ trừ 2. Sau đó các bạn dùng đen, xin lỗi, không cần tính đen tay nữa nha, tại vì câu a đã chứng minh rằng hàng ngày có hai nghiệm phân biệt với mỗi m rồi. Vậy các bạn dùng hệ thức vi vi s thì các bạn nhớ s bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia gì à, đây trừ trừ thành cộng là 2m chia 1 bằng 2m, b bằng x1 nhân x2 bằng c chia a, c đây chia a là 1, vậy là bằng m trừ 2. Khi các bạn đã có s có b rồi thì các bạn dùng các bạn viết là cái biểu thức m nè, trừ 24 phần x1 bình cộng x2 bình trừ 6x1 nhân x2. Ở đây các bạn phải thuộc cái công thức chỗ này, đó là x1 bình cộng x2 bình bằng s bình trừ 2b đó, phải thuộc nha, không thuộc là không giải quyết được cái bài này đâu. Trừ 24 viết lại nè, này ra s bình trừ 2b, còn này ra trừ 6b. X1 nhân x2 là b đó các bạn phải hiểu nha. Trừ 24 phần s bình trừ 8b. Sau đó các bạn thay s thay b vào ra trừ 24 phần 2m tất cả bình trừ 8m trừ 2. Được chưa ạ? Rồi bằng nè, bằng 24 trừ 24 phần. Đây 2m bình là 2 bình và m bình ra 4m bình trừ 8. M trừ 2. Rồi, thì ta lấy ở trên chia cho 4. Ở trên chia cho 4, ở dưới chia cho 4 giúp lại thì ra là trừ 6 phần chia 4 nè, ra M bình nè, chia 4 ra là trừ 2 M trừ 2. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo nha các bạn. Tiếp theo nè. Ra trừ 6. Trừ 6 bằng trừ 6 nè. Ở dưới các bạn phân phối vào M bình trừ 2 M cộng cộng 4. Rồi, quan trọng chỗ này nè các bạn, là làm riêng cái chỗ này nha. Đây làm riêng chỗ này để cho các bạn thấy nè. M bình trừ 2m cộng 4. Thì các bạn nhớ bước này các bạn xem giúp là 10 lần nha, 10 lần đó để cho các bạn hiểu kỹ năng nè. A bình nè trừ 2 nhân A nè nhân B bao nhiêu ạ? B bao nhiêu, muốn biết B bao nhiêu lấy thằng này chỉ thằng này. 2m chia 2m bằng 1, đúng không ạ? À? Thì theo hàng đẳng thức a bình trừ 2ab phải cộng b, b bình vậy là 1 bình cộng bao nhiêu trừ bấy nhiêu. Và số 4 này của người ta viết lại. Được chưa ạ? À? Các bạn cố gắng xem giúp lại cái chỗ này 10 lần nha. Không xem được 10 lần là các bạn không giải quyết được đâu. Rồi từ đây tới đây hạng thức đó là a trừ b tất cả bình. Đây dưới đây ra là cộng cộng 3. Được chưa? Thì ở đây các bạn nhớ giúp lợi đó là A bình cộng B lớn hơn bằng bằng B. Được chưa? Rồi, vậy từ đây nè, mình viết tiếp nè. Bằng trừ 6 phần M trừ 1 tất cả bình cộng cộng 3. Đó, rồi các bạn lập luận nè. Vì M trừ 1 tất cả bình cộng 3 luôn luôn lớn hơn bằng bằng 3. Được chưa? Rồi, nghịch đảo đi à. Nghịch đảo nè, đó. Nghịch đảo nha, các bạn nghịch đảo nha. Thì các bạn nói nghịch đảo thì các bạn phải đổi đổi chiều nha. Này này, còn không thì đây là phần 1 nè. Đây phần phần 1 nè, này xuống đây, này qua đây. Vậy là mình có gì ạ? À? Được chưa? Hàng này qua đây, hàng này xuống đây, vậy là 1 phần m trừ 1 bình cộng 3 luôn luôn nhỏ hơn bằng 1 phần 3. Ok chưa? Sau đó trên các bạn thấy nhân cho trừ 6 mà thì các bạn nhân cho trừ 6
và nhân cho trừ 6. Xin lỗi, ở đây chưa được, tại vì nhân cho số âm chịu, chịu đổi vậy nhân trừ 6 các bạn, nhân trừ 6 nè. Đó, nhân trừ 6. Thì nhân trừ 6 chịu, chịu đổi vậy ra là trừ 6 phần 3. Vậy hôm nay chính là M nè, M lớn hơn bằng trừ 2. Vậy lớn hơn bằng là nhỏ nhất, vậy M miên khi nó bằng trừ 2. Nó miên khi và chỉ khi à, nó miên khi nó thằng này nó nè, trong cái bình phương nè, thằng này nó bằng bằng 0, M trừ 1 bằng bằng 0, vậy tương đương M bằng 1. Ok không ạ? À?